hay là buổi phát thanh tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu giới thiệu ngày hội Internet vào hồi 8 giờ ngày 15 tháng 11 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức ngày hội Internet tại thư viện thành phố Lai Châu. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet cộng đồng tại Việt Nam do BIMWEB tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Từ đó, bà con có thể nhận thấy rõ Internet sẽ mang lại những lợi ích thiết thực như thế nào trong hoạt động sản xuất cũng như cuộc sống hàng ngày của bà con. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất là phải kể đến Internet. Với những ưu thế vượt trội, Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông dân, việc sử dụng Internet sẽ giúp bà con tiếp cận kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong đó có rất nhiều thông tin hữu ích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thông qua mạng Internet, người nông dân có thể tìm hiểu cách chế độ chính sách nhà nước để phát triển nông nghiệp nông thôn, tìm kiếm các kiến thức về chăn nuôi trồng trọt, các tiến bộ kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, các thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm, thông tin về lao động việc làm, thông tin về các địa chỉ cung cấp giống và vật nuôi sản xuất. Internet là diễn đàn để nông dân trao đổi kinh nghiệm làm ăn với nhau, thậm chí là bán hàng qua mạng, không chỉ có qua thông tin